Hi và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV và và ngày hôm nay chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại tiếp tục với tiệm net gì? Phong Cận Sammy và Đậu Thúi. Sai rồi. Ủa? Phải nói là tiệm net bất ổn đúng không? Trời ơi. Tiệm net bất ổn tại tôi tưởng cái quán mình tên vậy. Trời ơi, cái này là tiệm net bất ổn nha các bạn nha. Đó thì hôm qua sau khi mình đăng tập 1 lên thì có rất là nhiều bạn bảo mình là trời ơi game vui quá anh Phong ơi, anh làm tiếp tập 2 đi. Đó, em hóng quá. Nên là thôi mình nghĩ là chắc là không cần chờ 5.000 like đâu, đợi khi nào 5.000 like tính, còn giờ thì mình vô mình làm tiếp tập 2 cho các bạn coi nhá. Ok. Và đây vẫn tiếp tục là tiệm net Phong Sam Đậu Family của chúng ta này. Mặc áo đỏ cho giống cái quán đấy các bạn. À đúng rồi, đây, cái quán của mình màu đỏ nên là mình với Sam mặc áo đỏ đó. Đúng rồi, nhân viên tiệm net máu đỏ hả? Rồi ok, đây thì như các bạn đang thấy á, trong lúc mà mình không quay video á thì mình đã có vào cày tiền một chút xíu, thì hiện tại mình đã có được 1 2 3 4 và 5 vàng PC nha các bạn nha. Xịn nha. Kiểu này là người ta vô người ta chơi thoải mái luôn nữa, kiểu thế. Ok rồi, khởi động máy lên nè. Rồi, bật máy lên cho khách nè, để khách vô chơi nè. À khoan, từ hình như mình đang có cái bill này phải đây nè mấy bạn. Đây là cái bill bị phạt nè bạn. Trong tập trước các bạn có nhớ không, là mình với Sammy gọi là có dùng cái bàn chọi chọi người ta. Nên là bây giờ mình phải đóng phạt đó, 88 đô, thấy không? Cái đó là hành động xấu, không nên bắt trước nha các bạn. Không được bắt nạt người khác thì bắt nạt khác là bị phạt liền. Đúng rồi, nhưng mà tôi có phải là tôi quá đáng gì đâu. Người ta vô nhà tôi thì tôi chọi người ta thôi mà. Rồi bây giờ mình mở máy cho khách nè. À quên nữa bạn, lần trước có mấy bạn bảo mình là anh Phong ơi, cứ lúc nào khách vô mình phải bật máy cho khách vậy mệt quá anh. Anh có cách nào cho nó nhanh hơn không? Thì bây giờ mình mới tìm cách này rất là hay nè bạn. Đó chính là thay vì bây giờ chúng ta vào máy, chúng ta bấm như thế này để khởi động máy cho khách đúng không? Thì ở đây nó có một cái phần là auto. Mình mới vừa mua cái phần auto này để 800 đô đó. 800 đô. Đúng rồi. Cái phần auto này là bây giờ khách vô, khách chỉ cần ngồi lên máy thôi là nó mở máy luôn. Hay à. Rồi, xịn chứ đúng không? Mình đúng rồi. Nâng cấp chứ. Đúng rồi, bây giờ là mình chỉ cần đứng ở đây mình thu tiền thôi đó. Và hiện tại bây giờ mình đang có được 737 đô bạn ạ. À. Cho nên mình nghĩ rằng là mình sẽ trang trí lại cái tiệm net của mình cho nó đẹp xíu phải không? Chứ cái màu của này, màu con net này nhìn đúng nó rồi. Xấu hơi, hơi... Cái quán net mà nhìn như cái nhà tù vậy đó, hiểu không? Trời ơi, nhìn cái màu nó y hệt nhà tù. Ui bị gì ạ? À? Chết rồi, tôi bị buồn ngủ rồi. Trời ơi, tôi chóng mặt quá. Ủa sao, buồn ngủ giờ sao? Đóng cửa? No, no. Ủa, đóng cửa, đi ra nhà ngủ. Nhốt. Nhốt người ta trong đó, người ta ngồi chơi đi, kệ người ta đi. Mình về mình ngủ cái ra chết là mình bị chóng mặt các bạn ơi. Dạ. Trời ơi, game thật chứ, nhức đầu là phải đi ngủ liền. Đúng rồi, tại nguyên ngày hôm qua Phong ngồi Phong cày tiền nhiều quá cho nên là con nhân vật nó chưa được đi ngủ. Trời ơi, vô ngủ cho nhức đầu đấy bạn. Đó, rồi. Phải ngủ giấc đã. Rồi. Ngủ ngủ ngủ. Ôi dậy dậy dậy. Ngủ cho được giấc nữa. Nhanh mà, trời ơi, mình là mình háo hức đi làm kiếm tiền lắm nên là mình không cần ngủ luôn. Ủa, cái bill gì 43 đô vậy kìa. Rồi xong 43 đô, ủa tiền gì nữa rồi ta? Bị phạt vậy đúng không? Nhốt khách rồi đúng không? Chắc là nhốt người ta cho nên bị phạt đó. Trời ơi. Ủa cái ông này ông bị gì vậy? Ông muốn vô luôn. Trời ơi, anh ơi, anh muốn vô tiệm net thì anh từ từ chứ có gì đâu mà anh hấp tấp gì vậy? Ông hối quá trời. Mở cửa cho anh vô nè, trời ơi. Ôi là mắc cho net lắm. Anh này là anh chắc anh đang ghiền Liên Minh Huyền Thoại quá đúng không? Nên là anh vô á, hay là anh đang chơi mini world hay gì nè. Minecraft hay gì nè. Xe quá trời, hỏng quá trời. Nè mấy bạn nhìn nè, tôi đang bị phạt 43 đô nè mà không biết. Ủa? Bị phạt cái gì luôn á. Tôi xem coi bị cái gì bị phạt vậy. Hình như là cái này mình bị phạt là do mình nhốt người ta trong trong tiệm net mình á. Làm gì sai là bị nhốt liền mà. À, tính ra game này thiệt quá ha. Giờ mình làm gì sai là mình bị nhốt liền đúng luôn á. Ai là bị phạt. Đúng rồi, bị phạt liền luôn á. À mà Sam xong nhìn nè, Phong mới mua dư cái ghế sao biết để làm gì không? Làm gì? Cái ghế này là để dành cho những người nào mà muốn gọi là quỵt tiền của mình á, người ta chạy á là mình chọi. Tiền đúng rồi. Trời ơi. Ví dụ nha bạn, là người bình thường vô nhà của mình thì mình có thể gọi là bình thường đi, nhưng mà ăn trộm vô nhà của mình hay là có người ta vô ta ăn cắp tiền của mình là mình phải đuổi theo. Đó. Có người quỵt tiền, có người quỵt tiền ba này. Đây nè. Mày thấy không, cái này là người xấu phải không, mình mới phải đuổi theo phải không nè. Đây chạy đi đâu. Trời ơi. Oh. Tiền trả tiền cho tôi. Trả tiền đây. Rồi, lấy tiền rồi. Ui nhiều quá vậy. Trời ơi, bà này có trộm tiền mà đông sao dữ vậy? Trời ơi, hình như bà ăn trộm tiền của mình hay sao mà bà nhiều dữ giống người nhiều tiền vậy? Mấy người ăn trộm mình phải báo cảnh sát liền. Rồi, cảm ơn quý khách rất nhiều, cảm ơn quý khách. Đó thấy không? Thà rằng ai cũng như mấy người này đi, người đúng ta vô, người ta đưa sợ. Tiền đàng hoàng, người ta lịch sự mình không. Ui, nói, gì đúng không? Này, đó. Chứ mà vô quỵt tiền người ta nữa, mình phải đuổi theo, mình đòi lại đúng không? Trời ơi, ủa gì mà sao vô dữ vậy? Hình như là người ta ăn uống nước ngọt đồ ta làm rơi trong nhà
mình á nè, dọn nè. Trời ơi, cái nghề của mình mệt dễ sợ chưa. Thôi từ từ, bây giờ trong lúc khách đang ngồi chơi nè, mình tranh thủ mình sơn cái tường tiệm nét của mình đi. Mình sơn màu gì vậy Sam? Sơn màu hồng đi. Màu hồng hả? Cho dễ thương. Sao lại sơn màu hồng? Trời ơi, tiệm nét là phải sơn màu xanh dương, đúng không? Thôi nhưng mà tại vì Sam thích màu hồng chứ không chọn màu hồng. Rồi giờ sơn nè, đừng đụng tay Phong, màu này được không? Trời ơi, nhìn màu này chất nè. Không, màu này hình như nó phải màu hồng. Màu hồng tím đó, ở màu mà con nét hay dùng đó. Trời ơi, Phong thấy cái màu này nó hơi xấu màu nha. Nào? Có màu nào mà hồng hơn không? Kiểu như là màu hồng cánh sen nữa. Ồ trời, không có đó, rồi, còn có mỗi màu này. Cái màu hồng là hồng con nét, ông thử nhuộm thêm màu đi. Rồi, vậy bây giờ mình xanh. Cho nó sen kẽ hồng đi nha. Hồng xanh. Màu hồng với màu xanh đi ha. Bây giờ mình phải từ mình cái sơn cho hết cái màu hồng này trước đi. Đó. Rồi, giờ bức tường này sơn nè, đó. Rồi. Qua đây sơn luôn đây luôn. Hồng xanh đó, màu ông màu đó. Rồi, đó. Rồi ok, bây giờ là sơn thêm màu xanh vô nha. Xanh này nè, xanh 95 đô. Xanh này hả? Ok, 95 đô hả? Cũng hơi đắt đó nha. Ui, sơn một lần là 95 đô. Ui, mình còn có 500 đô à? Cái gì vậy? Là sơn một lần thôi là 95 đô. Oh my god. Đắt quá vậy. Oh my god. Vậy là cái này 100 đô rồi hả? Trời ơi. Một lần quẹt là 100 đô. Trời ơi, vậy tiền đâu ra chịu nổi. Ôi. Mà thôi lỡ rồi, mình cho nó đẹp luôn đi ha. Lỡ rồi các bạn. Trời ơi. Trừ 95 đô, đau tim quá. Một lần trăm. Ây da. Rồi còn có 300 đô. Trời ơi, sơn tường. Ây da. Rồi còn có 200 đô. Rồi sắp chưa. Ây da. Rồi xong. Còn 100 đô. Rồi còn bức tường cuối cùng nè. Rồi xong hết tiền luôn. Sơn nhà. Ui, còn sơn nền nhà. Nhà là mỗi lát hả? Từ có cái nào rẻ hơn không? Rẻ hơn xíu không? Đây có 0 đô nè. Cái này 55 trắng. Đô nè. Ở màu trắng được ha. Chắc màu trắng đi cho nó rẻ. Trời ơi, tốn tiền quá. Tốn tiền quá các bạn. Đó. Rồi hết tiền luôn. Hết tiền luôn bạn ơi. Giờ hết sơn được. Trang trí cái nhà nó khó lắm các bạn ơi. Trời ơi, trang trí có nhà thôi mà tốn tôi mấy ngàn đô luôn. Mấy ngàn đô mà tính ra tiền Việt Nam là phải gọi là mấy chục triệu luôn các bạn. Trời ơi. Quá trời luôn. Sơn có mấy bức tường hay thôi mà tốn tiền dữ hết trời. Em mà khách có cho tiền thêm không ta, không thử em trao ơi. Không, khách giờ đó mỗi lần sơn, mỗi lần lụm được ít tiền là đem sơn xíu nè. Hết sơn nè. Rồi hết tiền. Hết tiền nè, xong lụm tiền nè. Trời ơi. Xong rồi đứng chờ tiếp. Dạ cảm ơn chị đã cho em thêm ít tiền. Dạ rồi. Không biết sơn đủ không? 55 đô mới sơn đủ Sam ơi. Còn thiếu 30 đô nữa. Ê! Ê! Chạy kìa. Anh Trộm ơi, anh Trộm kìa. Trời ơi, em Trộm đứng lại. Anh Trộm. Ôi, tiền. Anh Trộm. Tiền nó bao nhiêu rồi anh Trộm nữa. Anh Trộm. Rồi xong nó chạy mất tiêu luôn. Trời ơi. Các bạn thấy không? Thấy không? Trời ơi trời. Đã nghèo rồi còn ăn Trộm nữa. Đã nghèo rồi còn bị mấy thằng ăn Trộm vô nó ăn Trộm nữa trời ơi. Rồi ê, đó. Coi bắt trộm không vậy? Có người nào canh trộm không? Có, nhưng mà mình phải bỏ tiền mình thuê, đúng không? Đắt tiền lắm. Đắt tiền lắm. Rồi, đây nè, có thêm 91 đô nè, sơn tiếp. Rồi hết tiền rồi chờ tiếp. Trời ơi, sơn có sơn mai luôn các bạn. Không biết khi nào mới hết cái sàn này luôn á. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ, ôi anh này mặc đồ fashion xì tai quá trời ơi. Dạ cảm ơn anh. Còn thiếu 5 đô nữa, ai cho em thêm 5 đô nữa được không ạ? Có ai có thể cho em xin thêm 5 đô để em sơn cái sàn nhà được không ạ? Em khổ quá. Ơ khoan, bị khát nước. Từ từ phải đi uống nước. Rồi, hết tiền rồi đi mua nữa. Trời ơi, bây giờ còn có 50 đô không biết đủ mua chai nước uống không nè. Có chứ, tôi nghĩ mua chai. Dạ chị ơi, đi cho em chai nước với. Chai Coca rẻ nhất là 10 đô nè. Thôi uống chai Coca đi. Đói bụng quá, ăn thêm cái bánh nữa. Bây giờ mới đó sáng vậy là mất mấy đô. Trời ơi, mấy đô rồi. Bị khát nước tiếp kìa, uống thêm ngụm nước nữa. Rồi xong. Còn 10 đô. Sao tôi thấy cuộc đời của tôi từ lúc mở tiệm net dưới quê cho đến lúc lên thành phố tôi với bà vẫn nghèo vậy sao? Trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ mình đứng đây mình đợi. Khi nào có được nhiều tiền xíu rồi chúng ta sẽ quay trở lại nha các bạn. Later. Trời ơi là trời. Làm từ sáng đến tối luôn. Cuối cùng mới sơn được có mỗi một cái sàn. Một nửa cái sàn các bạn. À không, cách ngồi đâu mình làm sáng như đó rồi. Chưa hả? Được một nửa cái sàn luôn á sao. Mới được 1/3 cái sàn thôi mà hết tiền rồi. Trời ơi là trời. Làm từ sáng đến tối luôn nha các bạn. Tối khuya luôn rồi nè. Dạ. Ê, cảm ơn mọi mà người. Mà sao cái con nét mình tối thui quá vậy? Ừ ha, tiệm nét của mình hình như nó hơi tối mấy bạn ơi. Thôi bây giờ mình nghĩ thế này đi. Mình sơn hết cái sàn này chắc là mình phá sản luôn á. Nên là thôi bây giờ mình chỉ sơn ngay cái chỗ này thôi nha. Cho khách ngồi vô cho đẹp là được rồi. Khách ngồi đẹp là được. Còn ngoài đây mình sơn sao? Ê! Ăn Trộm, ăn Trộm. Trộm à, Trộm à. Chạy nè, ăn Trộm hả? Người ta đã nghèo rồi còn ăn Trộm tiền của người ta. Trời ơi, quá trời quá đất thiệt chứ. Bây giờ tôi nghĩ ông nên lắp đèn cho sáng đi. Đúng rồi, chứ thấy trời tối thế này ăn Trộm dễ vô quá. Đúng rồi, lui rồi. Ok, thôi được rồi, bây giờ để mình lên mình tìm có bóng đèn nào không nha các bạn nha. Hiện tại chúng ta đang có bóng đèn 50 đô, 60 đô và 70 đô. Tôi nghĩ là thôi bây giờ mình cũng đang có 200 đô này nên là mình mua hai cái 50 đô thôi ha. Đúng rồi. Chứ mình nghèo lắm, mình không có nhiều tiền nữa bạn ạ. Rồi, ông nào đi toilet ngoài sàn nhà tôi luôn vậy. Ơi, toilet trong nhà không đi con nét là gì vậy? Rồi, bây giờ chờ bóng đèn tới. Rồi rồi tới nè, tới nè. Hả? Ui, ở ngoài trời đang có tuyết nè. Ủa? Ai đập dàn PC của nhà? Ai đập dàn PC của nhà tôi? Ai đập bàn PC vậy?
Trời ơi, đã vô chơi game rồi còn đập bàn PC của người ta nữa, trời ơi. Mấy anh này, mấy anh làm ơn đừng có bắt nạt em được không? Em đã nghèo rồi, mấy anh còn chơi vậy nữa. Thôi đem ra em lấy bóng đèn em vô em lắp cho nó sáng xíu nè. Trời ơi. Rồi bật 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 sao? Trời ơi, hay đẹp nha. Ui dạ, đánh lộn. Ui dạ, anh ơi, em xin lỗi anh ơi. Em nhầm, đừng đừng quýnh em anh ơi. Trời ơi, người ta bật lộn mà ông nội ơi. Trời ơi, em bật cái đèn xong đâu, em bấm nhầm vô người anh chứ em có quýnh anh đâu. Trời ơi, anh gì ơi. Không ổn mà sao mày phải tự về thôi, Rồi, ok, lắp rồi. Thêm đèn nữa. Lắp thêm bóng đèn vô nè. Ê, sáng đẹp nha. Rồi, bật lại nè, đó, sáng sủa đẹp luôn. Đẹp, ê, con nét thêm đẹp nha. Ờ, con nét buổi tối mình sơn màu lên giờ nhìn nó đẹp á. Rồi giờ lắp lại cái dàn PC nè, trời ơi. Ai mà là phá dàn PC mình vậy trời. Không hiểu luôn á, vô chơi net, nhà tiệm net người ta là tiệm net gọi là nghèo cỏ, rồi, hiểu không? Đó. Tiệm net cỏ rồi mà còn vô còn phá dàn PC người ta nữa thiệt chứ. Ủa rồi mất con chuột luôn mấy bạn. đây. tưởng mất con chuột luôn mấy bạn. Trời đã nghèo rồi còn mất con chuột nữa. Dạ rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ cảm ơn. Ê đem người ta chơi net nhiều nha, tôi thấy. Ê sao mày hình như có hai bóng đèn nó không được sáng lắm, hay là mua thêm cái để ở giữa này đi ha. Ê tôi thấy ông bị phạt rồi đó. Mình bị phạt 46 đô nè, chắc trời tại ơi. Nãy mình quýnh lộn á. Trời ơi, nãy ông kia đánh lộn tôi, trời ơi. Khó quá, sống trong game này khó quá mấy bạn ơi. Dạ rồi, cảm ơn quý khách rất nhiều. Cảm ơn quý khách. Dạ rồi, cảm ơn quý khách. Lắp thêm cái ghế vô nè, đó. Rồi ok, bây giờ ra đây lấy thêm cái bóng đèn còn lại nè. Đây. Lắp vô trong giữa này luôn là đẹp luôn. Đó, đẹp luôn á. Đấy, rồi bật lên nè. Trời ơi. Em nhìn từ ngoài vô thử đi. Sáng sủa luôn, từ từ có cục rác nè, mình không thể nào để tiệm nét mình dơ được phải không? Lượm sạch ngoài, sẽ luôn. Nhìn vô đi coi đẹp không? Rồi. Wow, quá đẹp luôn. Tiệm nét hơi bị đẹp luôn nha mấy đi. Màu mè vậy thôi á. Rồi, ok. Tôi thấy vậy là bọn mình cũng đã bắt đầu khởi nghiệp được xíu xíu rồi đó. Đúng rồi, bắt đầu đẹp rồi đó. Khoai đã, bây giờ để tránh kẻ trộm, từ nãy giờ bà thấy kẻ trộm vô nhiều không? Vô nhiều nó đi mà. Để tránh kẻ trộm thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải thuê người hay sao mà. Có đây. Tiền đủ không? Có, đây nè, thuê người nè. Ở đây chúng ta có thể thuê người dọn dẹp cho chúng ta với 80 đô một ngày. Dọn dẹp không cần nhiều đâu. Tôi thấy ở đây chúng ta có security đó là bảo vệ 300 đô một ngày. Không có tiền Sam ơi. Không đủ á, mình không đủ tiền. Mai mình thuê thử. Chứ giờ mình nghèo quá. Trời ơi, mấy trăm đô không tiền đâu có. Trời ơi, ông nào uống trời bia. Trời ơi, ông nào uống đập cái bẹt cái đây vậy. Ông nào uống nước còn đập cái chai ở đây nó gì. Trời ơi, lỡ đâu người ta dặm vô sao. Trời ơi, trời. Từ từ, để Phong xem coi. Ở đây mình sẽ có thể thuê được mascot nè, 660 đô một ngày nè. Hình như là mascot là mấy con thú nhảy nhảy. Sao nó mời khách vô á. Bây giờ Phong nghĩ rằng là mình nên mua thêm máy tính nhiều hơn đi. Phong thấy là mình mua càng nhiều máy tính thì khách vô càng nhiều thì mình sẽ càng được nhiều tiền, sao hiểu không? Ok. Bây giờ mà mình lấy tiền đó mình thuê bảo vệ mà cái tiệm net của mình nó còn nghèo hơn thằng bảo vệ. Đúng không? Trả tiền là cày tiền bao nhiêu trả cho thằng bảo vệ đúng không? Đúng rồi. Nên là bây giờ chỉ còn cách là mình phải mua thêm máy tính đi. Đây nè, mấy cái máy này Phong tăng lên 16 đô hết nè. 16 đô à. Bây giờ để mình lên mình coi mua thêm cái máy tính là nhiêu tiền nha bạn nha. Mình vẫn mua máy tính cùi bắp thôi chứ cũng chưa có thể nào mua máy tính xịn được. Đó. Ok, mua nè. Mua nè. Tổng cộng của chúng ta là 408 đô cho một bộ máy tính. Ok, không sao, cũng gần đủ rồi. 418, ok, tầm mấy người đó là xong. Nè. Rồi, anh này thêm 7 đô nè, thêm ai đó xem xíu đô nữa. Anh ơi, anh vô chơi tiếp đi, game vui lắm anh. Anh vô anh chơi tiếp đi. Ôi, ăn trộm. Trời ơi. Ăn trộm. Mệt ghê luôn á. Ăn trộm hả? Rồi trời. Ủa rồi. Ủa đâu? Rồi ông chạy rồi. Sao? Rồi, xong luôn, nó chạy mất tiêu luôn. Trời ơi, lấy tiền của mình luôn rồi. Trời ơi, ông này ăn trộm nhiều dữ vậy. Quá buồn luôn, nhà đó không có tiền rồi. Không bị trộm nữa. Thế như đủ tiền rồi đúng không? À đây đủ tiền rồi nè, đây mua thêm cái nữa nha. Mua. Rồi, vậy là chúng ta sẽ có được 6 vàng máy tính nha Sam. Đó. Okay. Đây, anh giao hàng tới đây nè. Đó. Trời ơi. Anh giao hàng này hình như anh khinh thường mình hay sao Sam. Lần nào tôi thấy anh cũng chọi đồ của mình hết trơn á. Em mình làm từ tối đến sáng luôn, cực khổ chưa. Ui trời, sáng luôn nữa bình bạn. Bình minh luôn kìa. Bình minh. Ôi. Luôn rồi. Tính ra một mình chăm chỉ ha. Chăm từ tối đến sáng luôn. Mình làm việc mình kiếm tiền chăm chỉ luôn chứ. Mình không có tiền nên mình phải chăm chỉ gì vậy mà. Tôi sẽ cố gắng khi nào mà tôi kiếm được thật nhiều tiền tôi mở cái tiệm net thử gấp 10 lần cái tiệm net này. Net hoàng gia luôn nha, net mà vàng luôn á. Rồi đây cái bàn đây. Rồi, sếp vậy là chúng trời ta sẽ có thêm một vàng máy tính nữa. Sammy ngáp luôn. Tối đến sáng luôn, ngủ ấy bạn. Rồi có vàng ngủ. Sammy ngáp luôn. Dạ rồi, cảm ơn quý khách rất nhiều. Cảm ơn quý khách. Trời ơi, nhiều tiền quá Sam ơi. A few moments later. Ê, Sammy à.
Tự nhiên tôi ngồi tôi suy nghĩ một hồi á, thì tôi thấy cái tiệm net của mình nó thiếu thiếu một thứ sao mà. Thiếu gì? Dạ cảm ơn quý khách nhiều, từ từ để tôi lấy tiền đã. Rồi cảm ơn quý khách nhiều nha. Tôi để ý là cái tiệm net của mình nó thiếu một thứ, đó chính là đồ ăn, hiểu không? Kiểu như là người ta đi chơi net xong người ta sẽ bị đói bụng á, xong rồi người ta phải gọi là đi về nhà. Có đồ ăn này nè, ngồi ăn đúng không? Đúng rồi, phải có đồ ăn giống như Sam nè, đó mình ngồi mình chơi game thì mình phải có đồ ăn, mình ăn mình để đói, bạn hiểu không? Đó. Ấy vậy là nhiều tiền hơn đúng không? Đúng rồi, hay là bây giờ mình mở thêm cái gì để mình bán cho người ta đi. Mà mở gì? Đây để phong, đây nè, bây giờ từ từ để lấy tiền đã. Dạ cảm ơn quý khách nhiều. Mình đang có khoảng 700 đô các bạn ơi, mình sẽ lên trên mạng nha. Ở đây mình có một cái phần supermarket. Đó. Đây là cửa hàng đúng không? Mình có thể mua cái này về để mình bán. Đó, giờ tôi nghĩ là tôi sẽ mua một cái kệ tầm 240 đô nè. Mày đắt thế. Cái kệ để đồ thôi á hả? Đúng rồi, cái kệ để đồ thôi mà đắt gì đó. Trời ơi. Rồi bây giờ mua cái kệ nha. Mua nè. Trời ơi 200 mấy đô luôn, nhiều tiền quá. Đau tim luôn á sao. Rồi. Làm mét tôi thấy chưa, lời thấy lỗi hơi nhiều nha. Trời ơi, mình làm mới đầu mà mình phải chịu lỗ xíu không? Sau đó từ từ rồi mình bắt đầu mình từ từ mình mới giàu được. À. Dạ rồi, cảm ơn quý khách. Rồi có bịch rác nè. Lụm. Phong mới học được kỹ năng này hay lắm nè Sam. Sam coi Phong nè. Phong đứng từ xa đúng không? Phong ngắm vô thùng rác nè. Chổi nè. Lại làm lại. Là nhìn nè nha. Chổi nè. Rồi. Ghê dữ. Rồi, lấy cái kệ cái vô. Cái này ngồi để mà áp dụng là bị đập á. Mình sẽ để cái kệ đồ ăn ở đây. Đó, để kệ ở đây không? Rồi nhét đồ ăn đâu? Rồi bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn xong mình nếu có đồ ăn mình nhét vô. Rồi, mình sẽ lên trên mạng nè. Rồi, mình sẽ tìm vô trong cái chỗ bán đồ ăn. Đây. Căng tin đó bạn, căng tin mini. Đúng rồi, chúng ta sẽ mở một cái căng tin để mình bán đồ ăn cho khách của mình. Đó, ở đây có bánh nè. Trời ơi, bánh này bánh bồ tai tô nè, bánh snack đó. Đúng rồi, snack. Snack đó. Ừ, sờ cái nách đó. Ừ, đúng rồi. Snack. Rồi. Rồi đó, rồi có thêm bánh quy nè, nói chung là mua nhiều xíu. Rồi ok, để mua và bán thử trước như đây đi nha. 140 đô nè, mua thử bán, mình bán thử trước như đây có ai mua không đã, hiểu không? Đó. Loại kinh doanh mới đó. Bắt đầu đúng rồi. Ngày xưa là mình chỉ có tiệm net thôi, nhưng mà bây giờ tiệm net của mình là phải có thêm bim bim cái kiểu bán cho khách nữa. Anh ơi, cái này đồ ăn dễ vỡ, anh đừng có chọi nhanh nha anh làm ơn. Trời chọi nữa kìa. Cái ông đây. Trời lần sau phải chụp hình ổng lại mới được. Cái này là bỏ xuống sàn nè, sau đó làm gì? Sao mở ra được ta? Nè hình như nó có bánh bên trong đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà sao mở ra được? Hay là phải cần có cái đồ khui mở ra ta? Không, mở ra thôi được rồi. Ủa gì kỳ vậy? Dạ cảm ơn quý khách. Đi lượm tiền đã. Rồi cảm ơn quý khách nhiều. Ôi trời ơi, chạy mất tiêu luôn rồi. Giờ đuổi theo không kịp. Tại vì qua bạn ơi đó, bạn thấy không? Trời ơi, mình là mình phải chuẩn bị cái ghế sẵn để mình phòng ngừa cái tên trộm đây nè. Đó, trời ơi trời. À, đồ ăn là ở bên kia chứ phải bên này. À, hình như là đồ ăn là mình phải qua bên đây nè Sam. À, để kho đúng không? À, cái này là cái nhà kho. À, xếp bên đây nè. A few minutes later. Sau khi để bánh hết ở bên nhà kho kia thì bây giờ mình sẽ qua đây, hình như là mình sẽ bấm vào đây nè. À, là mình sẽ để bánh vào đây như thế này. À, xếp lên. Rồi ok. Mình sẽ để với giá là bao nhiêu tiền vậy Sam? Cái này là 1 đô hả? 1 đô 5 tạ, 1 6 hả? Có 1 đô hợp lý á. Từ từ để mình coi thử coi giá của cái bánh này bao nhiêu tiền rồi mình mới tính được, sao thấy không? Dạ cảm ơn quý khách nhiều. Trời ơi nhiều người trả tiền quá. Dạ rồi. Cái bánh này với giá là 33 đô cho một hộp, 33 đô cho một hộp. Thì Phong nghĩ là bán rẻ rẻ thôi. Mình bán ở đây mình bán rẻ, mình bán tầm như đây Phong nghĩ là như đây đủ nè. Ừ, như đây là bán cũng ok nè. Rồi để đây đi. Khoan từ. Bây giờ á để có thể tính tiền của khách á. Bây giờ là khách mua bánh xong phải có cái máy để tính tiền nữa, sao hiểu không? Không có máy tính tiền là không được. Đúng rồi, mình phải mua thêm máy tính tiền. Ê, gì mà bill 71 ngàn vậy? Đây nè, cái máy tính tiền Super Mickey. Đó, 550 đô. Trời ơi, trời ơi, đắt quá. Bị phạt gì kìa? Bị phạt 71 đô á, bị phạt gì ta? Hay là tiền điện ta? Khi nào tiền điện không? Nãy giờ mình bật đèn, bật máy tính nhiều, mình chưa đóng tiền điện đó. Đâu, xem thử coi, mình bị phạt gì tự nhiên mấy bữa nay toàn bị phạt không? Ừ, bữa giờ thấy bị phạt hơi nhiều nha. Đây rồi, người ta giao hàng tới rồi đó. Nguyên cái bàn luôn. Rồi mình sẽ đặt ở đây để mình tính tiền ở đây. Rồi đẹp á. Ủa? Ê! Ai? Tắt game rồi. Ê Sam ơi, hình như tôi đoán không nhầm là mình vô vậy là mình sẽ bị mất đồ á Sam ạ. Ủa gì vậy? Sợ quá vậy? Có khi nào là nó mất hết tất cả luôn á Sam ạ? Mình phải chơi lại từ đầu luôn á Sam ạ. Không, tôi lao quá à. Thiệt á, hình như là không có mất gì hết. Mất hết hồn. Trời ơi, hết hồn luôn mấy ba. Trời ơi, tưởng mất gì vậy chứ. Trời ơi, bà nội luôn à. Trời ơi, may quá, tưởng mất cái gì vậy chứ. Trời ơi, mất trời. Mất khách thôi chứ không mất gì hết. Chỉ mất khách thôi, trời ơi, may quá, sell lại. Tôi tưởng là phải chơi là từ đầu luôn á bạn. Bình thường game này mà lỗi game cái là phải chơi là từ đầu á. Trời game ơi. Sợ quá vậy. Sợ thật sự, may quá. Rồi, mình lên máy tính mình mua lại cái bàn hồi nãy nè. Rồi, trời ơi. Mở cái shop lên đi. Mua lại cái bàn nè. Rồi,
Ê nhưng mà vậy thì mình phải có một người nhân viên đứng đây để tính tiền cho mình nữa sao mà. Tôi hoặc là nè, mình phải tự tính hả? Tính cho, tôi tính cho. Sao tôi, mà? Đúng rồi, tôi là nhân viên mà. Sao làm được không? Được, tôi không báo đâu, đừng lo, mệt ghê. Rồi, người ta giao cái bàn tới nè. Rồi, ok. Rồi, để tôi làm nhân viên cho. Rồi, rồi, để xíu. Để cái bàn đây nè, rồi. Rồi, nói chung là đây chính là cái hàng bán bánh của bọn mình đó các bạn. Đó, rồi, nhỏ dạ. Gọn vậy thôi, có mỗi cái khay bánh như thế này thôi. Được. Nhưng mà hy vọng là sau này bọn mình sẽ mở được những cái siêu thị to đùng luôn. Đó. Rồi. Mong là có ai mua nữa, coi rồi. Có ai mua không nè. Có ai mua. Buồn ngủ rồi. Ê da, chết cha, bị buồn ngủ rồi. Buồn ngủ rồi, làm sáng giờ luôn rồi. Ê da, chóng mặt quá, trời, có anh cầu thủ đá banh. Ủa, có anh đá banh vô đây chơi game luôn hả? Anh cầu thủ đá banh vô chơi game nè, nhưng mà chết rồi, tôi bị buồn ngủ quá. Đi ngủ đi. Không ổn rồi, đóng cửa. Mấy anh trong đó chơi game vui vẻ nha, em về em ngủ cái. Buồn ngủ quá mấy anh ơi. Trời, chết rồi, buồn ngủ quá sao mày. Trời ơi, có lẽ mình bọn mình làm từ tối đến sáng luôn, thấy không? Nên bọn mình bị mệt đó. Đó, nên là mấy bạn đừng có khi mà học bài hay làm gì đó quá sức, các bạn phải ngủ nha, đừng có thức đêm, những này không tốt nha. Đi ngủ, rồi ngủ. Rồi vậy Phong ơi. Chưa. Chưa. Thôi rồi, vậy. Trời ơi, không đoán được cái giấc ngủ này luôn á, ngủ chưa được 5 giây nữa. Cứ 5 giây cái là thức dậy liền à. Rồi không biết là nguyên buổi tối hôm qua người ta chơi net ta còn đó không ạ? Ôi còn kìa. Trời ơi, xếp hàng trả tiền luôn kìa. Dễ sợ chưa? Khách hàng ở trên thành phố gọi là sao ta, dễ thương quá. Quá trời luôn. Rồi rồi, cảm ơn quý khách, Dạ, trời ơi. Cái gì vậy? Tiền điện gì đó, quên đóng tiền điện kìa. Sao mà còn 100+ đô tiền điện nữa vậy? Trời ơi, thấy chưa các bạn ơi, làm nghề đâu rẻ đâu. Trời ơi, tiền điện tiền nước quá trời. Đó. Trời ơi, mệt quá. Ê, có người mua gì? Có người mua hàng rồi. Trời ơi, chị ơi, chị cảm ơn chị đã mua hàng. Dạ. Đóng tiền. Dạ dạ, cảm ơn chị. Cái gì đây? Ồ, quét, quét mã. U. U. Hay quá vậy. Bơi quá. Wow, bye bye chị. Dạ cảm ơn chị, 6 đô. Chị này vô mua như siêu thị vậy chứ mà chị đi trên net. Trời ơi. Ừ, cái này là ừ, cái này làm tôi thêm. Thấy bán được nha, cái này bán được nha. Mình nghĩ mình nên làm thêm mấy bạn ạ. Được được được. Tôi bán á, tôi thích cái gì bán rồi đó. Ờ xanh thích rồi hả? Đúng rồi, đó, làm mấy cái nghề tôi thích á. Rồi vậy mình sẽ mua cho mình thêm một cái bàn nữa. Đây. Để bán thêm đồ đi thấy vui đó. Đây mình sẽ mua cho mình thêm một cái kệ 240 đô nữa. Mua rồi. Cái kệ. Rồi. Giờ đến kệ đồ ăn hay nước. Giờ uống. Tới đồ ăn nè, đồ ăn thì hiện bim tại bim đồ rồi. Đồ ăn bim bim có nè, mình nghĩ là nước uống đi. Nước uống đi. Mình sẽ mua nước suối, mình mua thùng nước suối đi. Và trái cây. Ủa nước suối và trái cây chưa đủ tiền đi. Mua. À đây nè, có gì nè. Đây là tẩy hay gì đó đây nước... À có giấy vệ sinh với nước tẩy. À cái này được, cái này mình mua cho người ta dùng được. Đó, mua luôn. Rồi mua. Rồi còn 17 đô. Trời ơi. Ủa anh cầu thủ, anh không mua đồ. À anh cầu thủ đá banh vô mua đồ. Anh ăn thử bim bim này đi, anh ngon lắm. Ê! Tưởng anh ăn trộm. Anh chạy nhanh quá tưởng ăn trộm. Tưởng anh ăn trộm. Trời ơi. Quá dạ nhanh. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều, nha. Cảm ơn anh. Dạ rồi. Trời ơi, anh cầu thủ, anh chạy nhanh quá, anh lấy đồ xong anh chạy liền luôn, làm tôi giật mình. Tôi tưởng anh quật tiền. Nhiều. Bên đây là kệ đồ ăn đúng không? Thì mình sẽ để một cái kệ ở bên bên này đi. Đó, mình sẽ để cái kệ bên này, không, kệ bên này. Bên này để cho con nét đi, nguyên đường con nét đi. Cũng đúng. Vậy thôi. Để bên cạnh đi có gì để đâu. Để bên cạnh nè. Mình là siêu thị tiện lợi mà. Rồi. Rồi, để ở đây. Ok. Ui, người ta trả tiền nhiều quá. Trời ơi, bây giờ là phải có người nào thu tiền giùm cho mình nữa đó. Thu ngân đó bạn. Đúng rồi, chứ người ta đưa tiền nhiều quá. Rồi ok, cái này là giấy vệ sinh nè. Giấy vệ sinh. Mình sẽ bỏ vô kho. Ok. Cái này là nước nước suối để uống nè, mình sẽ để vô đây luôn. Còn cái này là nước tẩy nè. Ok, sao cái này là nước lọc và nước tẩy vô. Nước lọc là để người ta uống, còn nước tẩy là người ta muốn về mua về người ta tẩy nhà hay gì đó là chuyện của người ta, hiểu không? Okay. Mình siêu thị là mình bán đủ thứ luôn sao, hiểu không? Rồi, Phong nghĩ là Phong sẽ để ở trên là nước lọc. Đúng rồi. Vậy ở sao dưới? Đừng lộn á, người ta lộn á. Ơi mà không được, đồ ăn mà để chung với lại đồ vệ sinh rồi, thì nó hơi kỳ. Bỏ chỗ khác nữa. Mình làm cái khay riêng hiểu không? Mình sẽ để nước tẩy lên đi. Còn này mình sẽ để giấy vệ sinh nè. Đó, chia ra. Bên dưới này sẽ để nước tẩy nè, dưới này để giấy vệ sinh nè. Đó. Rồi. Đó này để hết chỗ để rồi. Thôi mình để nước lọc thường thường để dưới, thế vậy. Mình để tạm nước lọc ở đây đi. Rồi ok. Ok, rồi đó. Oh, đẹp chưa? Dạ rồi, cảm ơn chị đã mua hàng. Dạ đem tính ơi, một gói bim bim. Rồi, thêm bánh cookie. Ok. Rồi. Rồi cảm ơn chị. Rồi, lần mua vậy là 4 đô mấy hả? Cũng được, ha, chứ cũng chưa được cũng gọi là nhiều. Nhiều tiền lắm. Dạ rồi, cảm ơn mấy anh trai. Dạ rồi, cảm ơn mấy anh trai nhiều. Ok, nói chung là tiệm net mình là thấy hôm nay là cũng đông khách được đó. Xíu rồi đó rồi. Để tôi xem coi bây giờ là mình thuê được người nào không ta. Mình thuê được người dọn dẹp nè, 80 đô một ngày nè. Mình đang có 260 đô hả? Tôi nghĩ là mình để dành lên xíu để mình thuê anh bảo vệ đi. Thử đi. Từ nãy giờ tôi thấy tiệm net của mình tàn mấy cái người vô người ta gọi là vô người ta ăn trộm đồ mà. Đúng nên rồi. Mình phải thuê anh bảo vệ thôi. Dạ rồi, ok anh.
Đây tính tiền. Ui anh nước này tẩy, cần... mua nước tẩy về nè. Ok, dạ rồi. Xinh rồi đó. Cảm ơn anh. Ui anh cầu thủ đá banh vô trên net. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ok, 50 đô luôn hả? Wow, rồi, mình rồi, sẽ thui Scurity. Thôi nè. Ok. Rồi bảo vệ đâu? Wow! Đẹp trai rồi trời. Anh bảo vệ. Anh bảo vệ ngầu quá. Không đứng gì thấy gần quá coi em có gì. Thì mình phải đứng gần vậy mình mới thấy được mặt của ảnh đúng không? Anh bảo vệ này ngầu quá. Con anh bảo vệ này là khỏi lo gì luôn. Rồi. Giờ ai vô ăn trộm thử coi. Giờ ờ đây tính tiền đã, tính tiền đã. Ok rồi. Dạ rồi cảm ơn anh. May cho anh đó là anh trả tiền á, em mới thuê vệ sĩ, anh mà không trả tiền là anh hết chân đi anh đá banh luôn rồi đó. Từ giùm qua uống miếng nước đã chết rồi các bạn ơi, mình bị khát nước rồi. Ê giờ không lo bị ai trộm luôn. Đúng rồi, giờ mình đi thoải mái luôn, khỏi lo ai chạm đồ mình luôn. Rồi uống miếng nước nè, ăn cái bánh nè. Rồi. Rồi, tôi đang muốn test của anh bảo vệ này có bắt được bảo vệ bắt về được rồi lần ăn trộm không nè, đang ngồi nhìn. Tôi cũng đang chờ có ai vô ăn trộm cái cho anh bảo vệ này bắt một cái nè. Để thử việc coi có thật sự chuẩn không, chuẩn chỉnh okay. Không. Dạ rồi, cảm ơn quý khách. Rồi tới quý khách này. Dạ rồi, cảm ơn quý khách nhiều. Ok. Ê à, ơi anh ơi, anh em nói anh nghe nè, tí nữa anh giả vờ anh bỏ anh chạy luôn nha. Anh chạy luôn đi. Đó em không bắt được thì em sẽ cho anh tiền net. Còn nếu mà em lỡ em bắt được rồi á thì em trả tiền viện viện phí với anh được không? Được không anh? Cho em test một cái đi chứ. Thôi hôm nay cái ai cũng sợ luôn không? Tò mò quá à, muốn coi thử test quá à. Chứ mà không ai dám ăn trộm luôn bạn, tại ông nhìn đô quá. Ôi. Có ai đó thử cho ăn trộm cái cho tôi test thử cái được không? Ôi trời, thấy chưa? Không có một tên trộm. Ôi đây. Ăn trộm. Wow, ông ra sức cho cái đi luôn. Trời ơi, anh đá cô phát thôi là ngất xỉu luôn. Ôi. Trời ơi. Đúng là bảo vệ đến. Bảo vệ quá ngầu. Bây giờ mình đứng đây nha, mình đứng đây mình coi là tôi thấy ở đây cũng có mấy người chơi net hơi lâu nè, chắc chắn sẽ có người quịch nè. Rồi anh này anh biết khôn nè, anh không quịch nè đúng không? Rồi mình đứng đây. Có người bị đá sợ rồi. Tôi đứng đây tôi canh hiểu không? Có ai quịch không? Canh rồi, nãy nhanh quá chưa kịp phản ứng. Đúng rồi, chưa kịp xem gì luôn á. Này có anh này nhìn mặt gian gian nè, đó nhìn mặt gian gian nè, anh này chắc nhiều khi chạy nè. Anh ơi. Anh chạy thử cái giùm em được không? Anh chơi xong anh chạy luôn đi. Đó, anh chạy luôn cho em test bảo vệ cái nha anh trai. Ê Sam có để ý là từ nãy giờ cái chị kia ngồi chơi hơi lâu không? Cái chị này nè, đó. Người chơi hơi lâu nè, chắc là tí nữa đứng dậy chạy nè, đó. Tôi cá luôn. Cá bật đèn lên. Ờ tôi nghi bật đèn lên cho bật sáng. Bật đèn cho sáng đâu. Ok bật đèn cho sáng nè. Ủa, tôi chưa bật. Ủa tầng điện hay gì mà ông có tên. Rồi xong rồi hình như bị cúp điện rồi hay là bị chưa trả tiền điện hay gì nè. Trời ơi, nó quệt cắt tiền điện luôn. Trời ơi, đã nghèo rồi, người ta còn cúp tiền điện của mình nữa. Ủa, đứng dậy đi lại. Trời ơi, không chạy đi chị, chạy đi, chạy cho em test bảo vệ cái. Chị kỳ quá. Bảo vệ đùa mà ơi. Buồn quá, hồi nãy anh bảo vệ đánh nhanh quá, chưa kịp xem anh biểu diễn võ hay không. Muốn coi tiếp quá à. Dạ rồi, cảm ơn anh trai rất nhiều. Ê giờ Sam, tính ra nha, mình trả anh bảo vệ này một ngày 300 đô. Có nghĩa là một ngày nó sẽ trừ của mình 300 đô. Có hơi lỗ không ta? Tôi thấy hơi lỗ, đúng cái mà hơi 300 đô. Giờ hy vọng là ảnh, tại vì từ nãy tôi thấy là từ lúc có ảnh là không ai dám vô ăn trộm nữa nè. Cho nên là giờ là không có được coi biểu diễn gì hết trơn. Thà được coi biểu diễn đi, mình còn gọi là thôi được, ừ đúng rồi. Ê Sam ơi, tôi biết tại sao không ai vô trong tiệm net mình ăn trộm rồi đó. Tại vì nhìn mặt anh bảo vệ đi. Nhìn mặt anh bảo vệ kiểu này ai dám trộm. Trời ơi. Mấy bạn nhìn mặt ảnh nè. Nhìn nó còn sợ như ăn trộm luôn á. Tôi nhìn tôi còn sợ mà huống gì là mấy là ăn trộm. Trời ơi. Trời ơi. Tôi nghĩ là chắc không ai dám vô trong tiệm mình ăn trộm nó đâu các bạn ơi, trời tối rồi nè. Ok rồi. Bạn, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy hai đứa mình đã sơn lại tiệm net vô cùng đẹp. Lắp thêm bóng đèn, làm thêm cả canteen cho khách ăn bánh nữa kiểu nữa đó, bán được siêu thị nữa kiểu luôn. Và bọn mình đã thuê được một anh bảo vệ nhìn mặt vô cùng dễ thương và hiền hòa. Gương mặt này là gương mặt phúc hậu. Đó. Hiền hòa, dễ thương, đáng yêu. Đúng rồi, đáng yêu lắm. Đó, ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào mà thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và cũng đừng quên lại comment xuống bên dưới nếu như các bạn muốn mình làm tiếp tập 3 nha. Ok, có gì thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye. Tạm biệt. Có ai đó làm ơn quỵt tiền cái được không cho em gọi là kết thúc clip này, kết thúc clip cái cho coi thử cảnh cái đi. Không ai dám quỵt tiền luôn, từ nãy giờ thấy đi ra ngoan ớn không, đi ra hết luôn, không ai dám quỵt tiền. Hey, trời ơi buồn quá, hay quỵt cái ấy. Quỵt tiền giùm cái ấy. Anh đánh anh biểu diễn kung fu cho bọn em coi, bọn em còn trả tiền chứ.